Copy thẻ cạc hai mặt tự động máy in DCB 7760W, bấm nút Copy Scan Option. Bấm mũi tên xuống đến chữ 2 size, bấm OK. Bấm mũi tên xuống tiếp đến chữ 1 size thành 2 size, bấm OK. Nâng bệ IDF lên, đặt thẻ vào phía trên góc trái của mặt kính. Hạ bệ IDF xuống, bấm nút Start. Máy đang quét và scan mặt đầu tiên. Nâng bệ IDF lên, lật ngược thẻ lại và đặt vào phía bên trái của thước có đánh dấu A6. Hạ bệ IDF xuống, bấm mũi tên lên, chọn Z. Máy đang quét scan mặt thứ hai. Bấm mũi tên xuống, chọn No. Máy đang quét scan mặt thứ hai. Thành phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc bạn thao tác thành công.